Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu cho các anh chị 3 dự án cùng chung một địa điểm ở khu vực quận 2 kề cận nhau, gồm có 2 dự án căn hộ, 1 dự án nhà phố thấp tầng. Trước tiên là dự án One Veranda của chủ đầu tư là Maple Tree đến từ Singapore. Một dự án nhà phố thấp tầng là Saigon Mystery Villas của Hưng Thịnh và một khu căn hộ cao tầng là Diamond Island đảo Kim Cương của Coastal Home. Thì trên màn hình các anh chị đó là dự án One Veranda của Maple Tree. Thì cái khu vực của chúng ta là thuộc hai phường kế cận nhau của quận 2. Đó là phường Thạnh Mỹ Lợi và phường Bình Trưng Tây. Thì phường Thạnh Mỹ Lợi và phường Bình Trưng Tây cách nhau ở cái con đường Bắc Nàng. Thì đường Bắc Nàng chia thành hai cái phường của khu vực quận 2 này. One Veranda là sẽ thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi. Còn nhà phố thấp tầng của Hưng Thịnh ở bên dưới và sát bên đó là đảo Kim Cương là sẽ thuộc phường Bình Trưng Tây. Trước tiên mình xin giới thiệu dự án One Veranda của Maple Tree Singapore. Thì hiện dự án đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Thì dự án thuộc 4 mặt tiền đường Bát Nàng, Nguyễn Văn Kỉnh, Tạ Hiền, đường 103 của phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2. Thì tổng diện tích đất là 1,7 hectare, mật độ xây dựng là 35%. Số lốc gồm có 5 tháp cao 22 tầng với tên gọi là Lumina, Cien, Jardin, Tiento, Surly. Thì 3 tháp cao 22 tầng, tầng 1, 2 là bãi đậu xe, tầng 3 là các tiện ích, từ tầng 4 cho tới tầng 22 sẽ là các căn hộ thương mại. Tổng số lượng căn hộ là 799 căn. Các loại diện tích là 55 cho tới 108 m², là từ 1 phòng ngủ cho tới 3 phòng ngủ. Tiêu chuẩn là phong cách hiện đại, tiêu chuẩn Singapore, mặt tiền sông Sài Gòn. Giá bán là từ 70 triệu cho tới 80 triệu mỗi mét vuông. Thì chủ đầu tư là Maple Tree, là công ty bất động sản đầu tư và quản lý vốn hàng đầu có trụ sở chính tại Singapore. Maple Tree hiện có khá là nhiều dự án tại Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong đó là khu phức hợp rộng 4,4 hectare Saigon South Place tại quận 7, gồm có các tòa tháp văn phòng hạng A như Maple Tree Business Center, trung tâm thương mại SC Vivo City và khu căn hộ cao cấp Richland Residences và khu căn hộ hạng sang Oakwood Residences Saigon. Tập đoàn cũng đang sở hữu và quản lý các khu phức hợp thương mại như M Plaza Saigon, trước đây có tên gọi là Compo Asian Plaza tại trung tâm quận nhất, Central Point, tháp văn phòng kèm khối đế thương mại, hay Pacific Place, khu phức hợp tại Hà Nội, khu công nghiệp Maple Tree Business City ở Bình Dương và ba khu trung tâm kho vận tại Bình Dương và Bắc Ninh. Thì đó chính là tổng quan về cái dự án One Veranda và đang chuẩn bị những cái công đoạn cuối cùng để bàn giao cho khách hàng. Thì cái dự án có vị trí rất là đẹp và được xây dựng ở một cái đơn vị rất là nổi tiếng của Việt Nam của chúng ta, đó là Cotecon. Và tiếp theo mình xin giới thiệu dự án đảo Kim Cương hay tên gọi là Diamond Island. Đó là trên cái màn hình của các anh chị có thể thấy là nằm ở cái vị trí khá là độc đạo. Đó là một cái đảo chỉ có một lối vào là ngay cái đầu cầu thời đại. Cầu thời đại chỉ mới được đưa vào sử dụng 2 năm nay thôi, thì đã kéo cái bất động sản cả khu vực này lên rất là nhiều. Thì chủ đầu tư của dự án đảo Kim Cương Diamond Island là Coastal Home. Coastal Home thuộc Coastal Group. Thì đó hiện đảo Kim Cương được quản lý bởi tập đoàn hàng đầu thế giới là The Ascott đến từ Singapore. Đơn vị xây dựng của dự án này cũng là Cotecon. Thì dự án đảo Kim Cương gồm có 6 tòa tháp với các tên gọi như Brilliant, Hawaii, Bora Bora, Canary, Bahamas, Maldives.
thì tổng có 1.275 căn hộ chung cư cao cấp, và số căn hộ trên mỗi sàn là khoảng 10 căn, và mỗi một tòa sẽ có 4 thang máy cao cấp. Thì dự án của chúng ta có một cái công viên rất là rộng lớn ở bên trong, bao bọc giữa các căn hộ, giữa các tòa, và có đặc biệt là cái khu vui chơi dành cho trẻ em rất là nhiều, gồm có đảo hải tặc. Thì đưa nguyên một chiếc tàu từ cái giống như cái mô hình đảo hải tặc từ ở nước ngoài đem qua chiếc tàu này. Thì bên trong gồm có các căn hộ như một phòng ngủ thì 55m², hai phòng ngủ 87,7m², 89m², 94m². Các căn ba phòng ngủ là 118m², 119m², 138m², còn các căn hộ 4 phòng ngủ là 233m² và cho tới 670m², rất là nhiều. Tất cả các căn hộ đã bàn giao và đã đi vào hoạt động ổn định trong khoảng 2 năm nay. Thì vị trí khá là thuận lợi và có nhiều khách hàng cứ nghĩ là sẽ rất là khó khi mà đi vô đảo này, nhưng mà thật sự là rất là dễ các anh chị. Từ cái đầu cầu chúng ta quành ngược trở lại vô đảo, và có một cái lối ra cũng mé bên kia và đi bên dưới cầu, dưới dạ cầu thời đại, thì nó sẽ rất là thuận tiện, không có bị kẹt ở khúc này đâu. Và tiếp theo chúng ta thấy đó là cái dự án nhà phố thấp tầng của Hưng Thịnh, tên gọi là Sara Mystery Villas. Đây là sản phẩm đầu tay của Hưng Thịnh tại thị trường bất động sản quận 2. Thì trong 2 năm gần đây thì cái khu vực này đang phát triển rất là nhiều. Dự án của chúng ta thuộc phường Bình Trưng Tây, quận 2. Thì quy mô là 14,59 hecta, nhà phố liền kề là 279 căn từ 4 cho tới 7 tầng. Thì biệt thự có 72 căn, 4 tầng cao, và 100% các biệt thự đều có hồ bơi riêng. Thì tọa lạc tại hai mặt tiền sông Sài Gòn và rạch dòng Ông Tố. Thì các nhà phố ở đây được thiết kế cho cư dân khá là đẳng cấp, nằm trong khu quy hoạch 174 hecta của phường Thạnh Mỹ Lợi. Thì kề cận đó thì có rất là nhiều tiện ích và thuận tiện giao thông về Mai Chí Thọ, Vành Đai Hoai, qua cầu Phú Mỹ, quận 7, Nhà Bè. Khu đất ở đây đang được bàn giao cho khách hàng, và được biết là sẽ bàn giao cả móng cọc cho khách hàng. Khi mà khách hàng có nhu cầu nhận và xây nhà là bên chủ đầu tư sẽ bàn giao móng cọc luôn. Thì các anh chị nào đang có nhu cầu ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng ba dự án này, One Veranda Maple Tree, Diamond Island Coastal Home hay là Sài Gòn Mystery Villas Hưng Thịnh, thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655. Mình sử dụng số điện thoại 0979 676655, cũng cho Viber, Zalo, Telegram. Các anh chị nào nếu mà không có tiện gọi điện thoại thì có thể add Zalo, Viber, Telegram của mình để trao đổi thêm. Hiện tới đây thì mình xin kết thúc video. Các anh chị nếu mà thấy kênh hữu ích cho mình thì hãy đăng ký subscribe ở bên dưới và có thể để lại những comment cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Nhớ đăng ký theo dõi kênh vì mình sẽ up rất là nhiều video clip có cung cấp rất là nhiều thông tin, kiến thức về hạ tầng giao thông của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.